Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi kiểm tra đồn đốc thực hiện dự án đường dây tải điện 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Cùng đi về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Hoàng Nghị Hiếu, Phó Bí thư tỉnh ủy. Dự án đường dây tải điện 500 kV mạch 3 từ phố nối tỉnh Hưng Yên đến Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình có tổng chiều dài khoảng 519 km, tổng mức đầu tư khoảng 22.356 tỷ đồng. Dự án gồm 4 dự án thành phần được khởi công tháng 10 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã kiểm tra đồn đốc tặng quà động viên các lực lượng đang thi công tại cột VT22 thuộc dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu Thanh Hóa tại xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai vui mừng trước khi thế sôi nổi trên công trường, thủ tướng chính phủ phạm minh chính cảm ơn đội ngũ cán bộ kỹ sư công nhân các đơn vị của ngành điện trên khắp mọi miền đất nước đã về hỗ trợ triển khai dự án, nêu ý nghĩa tầm quan trọng của dự án đường dây tải điện 500 kv mạch ba nhất là trong việc cung ứng điều phối điện cho các vùng miền vào mùa cao điểm. thủ tướng chính phủ nêu rõ phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, rõ người rõ việc rõ thời gian rõ sản phẩm, bố trí các nguồn vốn tập trung nguồn lực cho dự án khi triển khai phải huy động cả hệ thống chính trị địa phương vào cuộc, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước và huy động lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ cho dự án. Sau khi có mặt bằng thì phải khẩn trương triển khai đồng loạt, đồng bộ, nhịp nhàng với tinh thần, móng không đợi cột, cột không đợi dây và nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân. Biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể. Thủ tướng đề nghị các nhà thầu tập trung cao độ, huy động nhân lực, thiết bị, máy móc thi công đồng bộ trên tất cả các vị trí công đoạn, công việc thuộc phạm vi dự án, hoàn thành công trình trước ngày 30 tháng 6. Cuối buổi sáng nay, Thủ tướng có buổi làm việc với tỉnh Nghệ An để nắm tình hình cũng như chỉ đạo tháo gỡ một số khó khăn trong quá trình thi công dự án. Phóng viên chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin